Em Tình hôm nay thì xin phép được quay trở lại với quý anh chị vào một ngày mưa gió tại Hà Nội. Thì hôm nay em Tình đón một chiếc xe siêu phẩm, siêu lướt đến từ thương hiệu Nhật Bản, đó là chiếc xe của hãng Mitsubishi Outlander. Chiếc này của em là phiên bản 2.0 CVT và chiếc xe được sản xuất đăng ký 2019, tên tư nhân một chủ từ mới, biển số thành phố. Thì mặc định những chiếc xe biển số thành phố thì quý anh chị về đăng ký sang tên biển Hà Nội thì quý anh chị sẽ không mất cái chi phí là 20 triệu tiền biển số quý vị anh chị nhé. Và cùng em để tìm hiểu về cái chiếc xe này thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác một cái điểm nhấn mà các bác phải thực sự là quan tâm đến chiếc xe này giúp em. Ở ngay từ những câu nói đầu tiên em Tình chia sẻ với các bác là chiếc xe chỉ mới đi được có chưa đến 8.000 km cho một chiếc xe đã sử dụng là 2 năm rồi. Thì đây là một thực sự là rất là khó tin, nhưng mà thực sự là một chiếc xe rất mới và rất đẹp, và các bác phải tin về điều đó. Bởi vì em Tình đã tin rồi và em Tình đã kiểm tra rất kỹ, từ kiểm tra chất lượng xe cho đến lịch sử của chiếc xe này được bảo dưỡng full hãng, thì các bác phải thực sự là yên tâm về chiếc xe siêu lướt này của em Tình nhá. Thì với cái chiếc xe Mitsubishi Outlander được thiết kế với một cái phong cách cực kỳ là trung tính, nó rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, từ trung tuổi, cao tuổi cho đến các bạn trẻ thì đều phù hợp với chiếc xe này. Và với cái tầm tiền và trong phân khúc để các bác có thể cân nhắc lựa chọn giữa các dòng như là Mazda CX-5, Hyundai Tucson, thì các bác có thể cân nhắc sang một cái dòng xe Outlander với phiên bản nhỉnh hơn, đó là 5+2 7 chỗ, thì nó rất là phù hợp với những chiếc xe mà anh chị mua để đi gia đình. Thì kèm theo thì với chiếc xe cũng được trang bị những cái option khá là đầy đủ, tiện ích, thông minh, đủ cho các bác dùng. Thì với chiếc xe Outlander này thì sẽ đáp ứng được cho các bác về thứ nhất về không gian rộng rãi 7 chỗ ngồi, kèm theo thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng rất là hợp lý. Và cái thứ ba quan trọng nhất là cái giá trị, khi các bác rơi tiền mua chiếc xe này chỉ hơn 700 triệu thôi ạ. Rất là đẹp và rất là mới anh chị nhé. Thì sau đây em mời quý anh chị cùng em đi quanh một lượt chiếc xe này. Như thường lệ các video trước thì em sẽ mời các bác cùng em chiêm ngưỡng cũng như là đi quanh một lượt chiếc xe từ bên ngoài ngoại thất cho đến bên trong nội thất, để các bác cùng em đánh giá về chiếc xe Outlander sản xuất 2019 và mới chỉ lăn bánh được có 8.000 km, rất là mới của em nhé. Đó. Xe thì được trang bị ngoại thất màu trắng rất là đẹp, kèm theo nội thất nỉ màu đen nguyên bản của nhà máy sản xuất. Thì chiếc xe này có cái số lượng bán ra tại thị trường Việt Nam mình cũng khá là tốt, cho nên là để cung ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì Mitsubishi Outlander đã được lắp ráp tại Việt Nam để đảm bảo được cái cung cầu cho quý khách hàng trên thị trường Việt Nam mình đó. Và thực sự nói về bộ máy khung gầm cũng như của Mitsubishi thì nó rất là tốt và rất là chất lượng rồi. Máy Mitsubishi thì cực kỳ là bền anh chị nhé. Đó. Trang bị hộp số tự động CVT vô cấp. Đó. Cái hộp số CVT vô cấp này thì nó là hộp số mới rồi nên đi nó rất là mượt. Nó không có những cái phần trễ khi các bác ra vào số đâu. Đó. Nó mượt mà hơn rất là nhiều. Và kèm theo thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt cho các bác nhé. Đó. Xe thì cũng được trang bị hệ thống đèn bi, kèm theo thì cũng có giải nét định vị ban ngày rồi các bác nhé. Đó. Một cái điều đặc biệt ở phần mặt ca lăng, các bác có thể thấy ở trên chiếc Mitsubishi Outlander này thì cũng được tích hợp cũng như là được nhà sản xuất trang bị rất là nhiều những cái viền mạ chrome này. Nó tạo lên có chiếc xe rất là hay, nhìn nó ngầu hơn rất là nhiều và nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó. Và toàn bộ cái phần mặt ca lăng đằng trước này đều được sơn nhựa bóng đen, sơn nhựa đen bóng nhé các bác nhé. À, nhìn rất là đẹp, nó mang đậm cái tính thể thao một chút. Kèm theo thì cái lưỡi cản trước này và một cái lưỡi cản sau thì đều được là sơn mạ nhôm màu bạc các bác nhé, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì nó có một cái điểm xước nho nhỏ thôi, thì em Tình vẫn để nguyên để cho nó nguyên bản với cái chiếc xe này. Đó, cái này thì mình sơn lại thì rất đơn giản thôi, nhưng quan trọng là em muốn để nguyên bản để các bác có thể xem được cái mộc của cái chiếc xe này. Đó. Về cái tỷ lệ sơn zin của cái chiếc xe này thì em Tình cũng kiểm tra rất là kỹ rồi. Em đánh giá nhé, thực ra thì nó cũng không thể tránh được những cái một vài vết xước thì bác chủ đã spa lại rồi, đã cho sơn spa lại rồi. Thì cái tỷ lệ sơn zin chiếc này nó còn lên đến 95% là tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe Outlander CVT 2.0 2019 này của em. Rất là mới anh chị nhé. Một lát nữa thôi anh chị có thể vào xem qua phần nội thất thì mình có thể cảm nhận được luôn về cái chất lượng chiếc xe rất là đẹp. Đó. Và trên cái dòng Outlander này thì tất cả các phiên bản đều được trang bị bộ mâm và lốp na răng là 18 inch quý vị anh chị nhé. Đó. Đây là lốp nguyên bản theo xe anh chị này. Đấy.
là giang hoa cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, rất là mới, lốp nguyên bản còn rất là dày, bởi vì chiếc xe thì mới chỉ đi được có 8.000 km thôi nên nó rất là mới rồi, các bác hoàn toàn yên tâm này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Na răng thì gần như không có xước xát gì cả. Xi nhang thì gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp xi nhang trên gương chiếu hậu luôn nhé các bác nhé. Đó, kèm theo thì chiếc xe này cũng được trang bị đó là chìa khóa thông minh Smart Key, thì ở ngay phần tay nắm cửa này cũng trang bị cái phần nút bấm nhé. Đó, cảm biến luôn cho các bác này. Đấy, và dọc bên hai bên phần sườn xe thì đều được trang bị cái phần ốp nhựa thể thao sơn mạ màu nhôm, nó rất cực kỳ là đẹp luôn. Nó đây là hệ thống hốc lốp đằng sau này, được trang bị lỉ nhá. Này, cái cách âm thì cực tốt rồi. Đó, phần lỉ đấy cái âm rất tốt nhá các bác nhá. Đấy, lốp nguyên bản theo xe này. Đây, lốp được sản xuất ở tuần thứ 46 của năm 2018 này các bác này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Là răng rất mới nhá. Hệ thống đèn sau thì cũng được trang bị hệ thống đèn led các bác nhé, giải đèn led luôn. Cái phần này là đèn phanh này thì là đèn thường thôi đó. Và xe thì cũng được tích hợp là đèn phanh trên cao luôn cho các bác. Đó, cốp thì mở cơ rồi đó. Đây là phiên bản thường các bác nhé, phiên bản tiêu chuẩn 2.0 CVT. Xe cũng được trang bị cổng điện đằng sau này. Đó, đây là dòng 7 chỗ. Dòng 7 chỗ này thì có cái điểm đặc thù của nó là cái dòng Outlander thì hàng ghế thứ ba này khi các bác gập xuống là tỷ lệ là 50-50, còn cái hàng ghế thứ hai đấy các bác gập xuống thì sẽ tỷ lệ là 60-40 nhá. Đó, lạp phông trần này các bác có thể xem từ dưới lên trên này, rất là đẹp đúng không ạ? Lạp phông trần màu kem rất là mới, bác chủ đi cực kỳ giữ, bởi vì thực tế là bác chủ mới đi có 8.000 km thôi. Đấy, các bác có thể thấy những cái phần nỉ này rất là mới, rất là đẹp đúng không ạ? Xe thì thực sự là quá là mới luôn, giá để đồ còn nguyên các bác nhé. Đó, kích nốp đầy đủ phụ tùng theo xe luôn. Đây, tất cả những cái chi tiết này, bản lề keo chỉ cũng như các lỗ đinh tán của xe là còn nguyên bản 100%. Đó, với một chiếc xe lướt 8.000 km này thì thực sự các bác không phải quan tâm về chất lượng rồi. Đó, rất là mới nhá. Và xe thì đã được bác chủ dán kính cách nhiệt Suntech rồi, toàn bộ cho chiếc xe rồi các bác nhé, rất là mới luôn. Đó, để cùng em xem qua phần nội thất của chiếc Outlander này. Đây là tabi cũng như là phần bên phụ nhé các bác nhé, tabi cửa này rất là mới đúng không ạ, chưa hề có xước xác gì. Táp lô này, đó, rất là đẹp. Xe cũng được trang bị đó là màn hình và camera nùi đầy đủ rồi, điều hòa tự động hai vùng độc lập cho các bác luôn nhé. Đó, chìa khóa thông minh đèn lồ startup, và đây là nội thất nỉ nguyên bản của chiếc xe này, rất là mới ạ. Đó, bác chủ lại cực kỳ giữ nữa, vệ sinh thì cực tốt rồi. Đó, cùng em xem qua hàng ghế thứ hai nhá. Đây các bác có thể thấy này, và cái độ ngả ghế của hàng ghế thứ hai này thì nó cực kỳ thoải mái luôn, cho các bác đi đường dài thì không phải suy nghĩ về vấn đề mệt mỏi đâu. Đó, khoảng không gian của chiếc xe này thì khá là rộng, chiều dài của chiếc xe này thì nó lên đến là 4m6 95. Đó, thì nó cũng ngang với một chiếc xe Santa Fe Form 2018 các bác nhé. Đó, chiếc xe Santa Fe Form cũ 2018 thì chiều dài của nó là 4690, thì chiếc này còn dài hơn cả chiếc Santa Fe luôn các bác ạ, là 4695. Đấy, nên là cái không gian nó cực kỳ là rộng rãi luôn. Và phiên bản này thì cũng được trang bị cửa gió điều hòa ghế thứ hai cho các bác, nên là nó tăng cái khả năng làm mát lên rất là nhiều cho các bác nhé. Đó, mình đi mùa hè thì cũng không sợ nóng đâu. Tất cả toàn bộ gương kính này đều được chỉnh điện và gập điện hết rồi các bác nhé. Đó, nội thất nỉ nguyên bản còn rất là đẹp và rất là mới. Nếu như bác nào lấy chiếc xe này mà thích ngồi ghế da, mình về có thể đầu tư thêm một bộ ghế da xịn sò nữa thì phải nói là tuyệt vời luôn. Em sẽ vào phần khoang ghế lái này. Đây là phần vô lăng của chiếc xe này, vô lăng được khâu bọc da nguyên bản của nhà máy các bác nhé. Đấy, vô lăng được tích hợp đầy đủ các phím bấm chức năng như là kết nối âm thanh Bluetooth, đàm thoại rảnh tay này,
điều khiển âm thanh bằng giọng nói này, chế độ kiểm soát hành trình chân ga tự động đầy đủ hết cho các bác luôn đó. Và đây là cái mà em muốn khoe với các bác này, xe mới chỉ đi được có 7.960 km thôi, rất là mới đúng không ạ? Tất cả những cái chi tiết này là còn nguyên bản này, và đặc biệt là trên vô lăng Outlander ấy thì trang bị cũng khá là tinh tế, được sơn nhựa đen bóng này, kèm theo là những cái chi tiết mạ chrome sáng này đấy, nó tăng cái vẻ đẹp và nổi bật lên cho cái phần vô lăng của cái chiếc xe này. Logo cũng được mạ chrome kim loại cực kỳ đẹp luôn đấy, rất là mới đúng không ạ? Màn hình đầy đủ cho các bác dùng, cam nùi đầy đủ luôn đó, phanh kéo tay, tay nắm cần số này. À, các bác nhìn cái phần sơn nhựa bóng đen bóng này thì nó có giống như cái phần yên ngựa của những cái dòng xe Mercedes không? Đó. Rất hiếm các bác nhé. Rất hiếm luôn. Những đã được trang bị trên Outlander, và xung quanh là những cái viền mạ chrome kim loại này, rất là sắc nét, rất là tinh tế luôn. Đấy, chiếc xe rất đẹp đúng không ạ? Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài và trong luôn. Xe thì cũng được trang bị cân bằng điện tử đầy đủ các bác nhé. Đó. Hệ thống âm thanh thì gồm 6 loa. Đó. Sau đây thì em sẽ quay cái phần khoang động cơ để các bác cùng xem với em và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này nhé. Với một chiếc xe mà sử dụng 2 năm mà bác chủ mới đi được có 8.000 km thôi thì thực sự là khoang máy nó còn rất là mới. Đó. Thì các bác có thể nhìn đấy này. Đầu tiên thì cái phần này nó là cái phần nỉ chống nóng cách nhiệt giữa lắp capo và khoang máy này, thì cái phần này nó rất là dễ hao mòn nhá. Nhưng các bác có thể thấy này, đây cái lỉ của nó còn mới nguyên bản luôn đó, các bác thấy không, không hề bị chảy hay bị bong chóc gì cả, cực kỳ đẹp luôn. Cũng như là đây là một chiếc xe được sơn màu trắng, trang bị ngoại thất là màu trắng, thì những cái lèn lắp capo này nó còn rất là sáng này. Nếu như một chiếc xe đi nhiều thì các bác có thể thấy là nó sẽ bị ố toàn bộ những cái phần bên trong này, nó sẽ không thể còn sáng, còn trắng và còn đẹp như chiếc xe này được. Đó, đây là chiếc xe mới chỉ đi có 8.000 km thôi. Tiếp theo thì em mời các bác cùng em xem qua những cái phần đây này, cái phần này. Hốc bánh của hai bên này, đấy. Cũng như tất cả là hệ thống ốc capo keo chỉ này. Phần xương tai và gá chân đèn này, đấy, xương tăng cứng đầu xe này, dàn nóng két nước này. Ốc chân máy này. Ốc mặt máy tất cả là còn nguyên bản các bác nhé, chưa hề có dấu hiệu bị tháo lắp đâu. Em quay rất là chi tiết thôi. Nên là chiếc xe này thì các bác hoàn toàn chỉ việc xem qua clip của em Tình. Và nếu như cần thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này thì các bạn có thể kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe này để các bác xem thêm, cân đối thêm. Còn về chất lượng xe thì các bác hoàn toàn tuyệt đối yên tâm về chất lượng của xe U-Sky Việt Nam đỉnh cao xe nước, thì luôn cam kết đầy đủ chi tiết cho các bác bằng văn bản về chất lượng cũng như là pháp lý của chiếc xe bên em bán ra, là xe luôn cam kết chuẩn, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ sang tên đầy đủ, pháp lý minh bạch. Và chiếc xe Outlander này em Tình sẽ cam kết chuẩn cho các bác chỉ chạy 8.000 km thôi đó, các bác cứ yên tâm và xem clip ở nhà. Điện thoại cho em qua số hotline 0911 666 325, và số thứ hai của em nữa là 0913 567 328, để lấy giá tốt nhất và chốt chiếc xe này online luôn. Không cần phải ra cửa anh em đi lại xa xôi làm gì, bởi vì chiếc xe rất là mới. Bên em thì vẫn hỗ trợ các bác nào giao xe trên toàn quốc, cũng như là hỗ trợ anh chị đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc. Và đặc biệt là em sẽ hỗ trợ các bác làm thủ tục trả góp ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Đó. Thì với mức giá hiện tại U-Sky Việt Nam chúng em đang chào bán cho chiếc xe siêu lướt có 102 trên thị trường, Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT, sản xuất và đăng ký là năm 2019, sẽ đăng ký tên cá nhân, biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ tư mới và mới chỉ lăn bánh được có 8.000 km chuẩn theo xe thôi. Em Tình đang chào bán với mức giá là 735 triệu đồng. Mức giá trên em vẫn còn bớt và còn thương lượng cho quý chị thiện chí. Mọi chi tiết anh chị có thể vui lòng trực tiếp em Tình qua số này em để trên phần mô tả, hoặc anh chị nếu như ở gần cửa hàng em có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của mình qua tại cửa hàng tại địa chỉ số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để xem xe, lái thử và chốt chiếc xe này một cách nhanh nhất. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và xin gặp lại tất cả quý vị anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.